xin chào tất cả các bạn nha. Chiều hôm nay mình tiếp tục đi thăm lưới bãi gắn mấy bạn ơi. Do là cả Nhi cỡ này quá trời mấy bẫy tặc, nhưng mà gắn nó chết nhiều quá đó mấy bạn. Cho nên bắt buộc mình phải chiều nay mới đi thăm nữa nè mấy bạn ơi. Chứ mà thôi cũng không có đi nữa. Không gà đi cử nào gắn nó cũng chết nhiều quá. Rồi một phần là do quá trời dính, người ta thấy dính, người ta cúng lưới của mình nhiều quá đó mấy bạn. Bắt buộc mình phải lội lai gai hoài như mấy bạn ơi. Gắn lại bữa cho lúa lên cao cao cho người ta bớt đi nè. Cỡ này đầm ta đang sửa sàn xạ nè mấy bạn. Ta đi tới đi lui tới lui, ta gặp dính cái ta cuốn lưới mình hoài mấy bạn. Nên bắt buộc mình phải đi vậy nha mấy bạn. Rồi, tới đây mình có tay nè mấy bạn. Đây tay này không dính mấy bạn ơi. Mình đi thăm giờ này là buổi chiều nha mấy bạn. Giờ này cũng 2 mấy 3 giờ nha mấy bạn. Đây mình có tay nữa mấy bạn ơi. Đây có hàng mấy bạn ơi. Rồi. Gắn này nhỏ mấy bạn ơi. Con lãi này không bự thun. Con lãi này do nó ăn cái gì nha bạn. Nó ăn cái con nhái gì nó mới dướng ngay đây nha mấy bạn. Chứ mà thôi gắn này nó lọt đó nha mấy bạn. Gắn này nhỏ chứ không bự mà nó dính là chạy nó ăn màu gì nè mấy bạn. Thấy không? Nó ăn màu rồi nó đi ngang dính cục màu chứ không phải dính gắn. Rồi hành trang của mình là cũng y như cũ nha mấy bạn. Hai cái túi và một cái thuốc. Còn mấy cái này là lứ mình nha bạn. Còn mấy cái cây nổ này là để mình kẹp mình dằn đài xuống nha mấy bạn. Mình đi tới mình có dăng thêm á, hoặc là mấy chỗ nổi chấm chân á, mấy bạn nên bẻ nổ này nè, mình kẹp ngang cái mình khớp xuống dưới xịt mấy bạn. Chứ nếu mà mấy bạn để tự nhiên là nó đi ngang chân nha mấy bạn, nó thụt ngang chân á, nó chống chân nó nung mặt nó chảy trên. Còn như đây mấy bạn thấy không, dính nằm neo đây nè đó. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng video đây nha mấy bạn. Mình đi tới cái thay theo có dính mình quay lại cho mấy bạn xem, do mình đi có mình ên nha mấy bạn. Rồi cho mình xin tạm ngưng đây đi. Rồi đây mình có một tay nữa nha mấy bạn. Bạn thấy đây người ta xả lúa lên xanh xanh trên chưa đó, đồng mình đó nghe mấy bạn. Này là vụ lúa đông xuân của đồng quê mình nghe mấy bạn. Rồi ở đây mình có một tay mấy bạn ơi. Tay này từ lúc văng giờ cũng chưa dính nha các bạn, bữa nay không biết sao đây. Rồi có hàng các bạn ơi, có hàng nè. Rồi bự nghe các bạn. Đây, cái đã hồng quá to nha các bạn. Con này theo như bữa nay mình không đi thăm là gà mai nó chết nha mấy bạn. Mấy bạn thấy không? Lưới mình văng nè, từ đây dài xuống đây nè, đo đo. Tay lưới này là 6 tấc nha các bạn. Rải này to nha các bạn. Đây, đó đó, bạn thấy không ngọt. Con này thì nó ngay phơi nắng kiểu này là cho nên là tới gà mai mình lại đã chết xiền các bạn ơi. Nhờ cử này đi nó còn sống vậy đó. Hổng gà mình đi nó chết hoài à, bởi mình mới đi thăm giờ này chứ thông thường để sáng mới thăm không mà. Chứ mình đi thăm giờ này cũng dở cái tối nay lỡ nó dính thổ ngựa vô hành á, gà mai mình bỏ cử ghê chết. Để ngày mai mình tranh thủ công việc, nếu ấy chiều mai mình chắc đi thăm nữa mấy bạn ơi. Chứ còn cỡ này mà bỏ cử chết nè mấy bạn thấy không. Dính như con này tới mai đã chết xiền rồi nè. Bạn thấy đã không? Cực. Đó, cái đầu nó đó. Đó, đài nó dài lên nè mấy bạn. Rồi. Bởi vì mình đi thăm thường xuyên văng lưới này xuyên gì đó mấy bạn ơi. Cỡ này thời tiết kỳ quá mấy bạn ơi. Đúng ra thời tiết lạnh này là nó không chết đó mấy bạn. Mà sao mà không chạy mình đi mấy cử, không có cử nào mà không có gắn chết chứ. Cử hồi sáng này mình đi ha, là nó thiệt mấy bạn luôn, nó chết nhiều hơn là còn sống nữa đó. Chết, nó chết rồi lớp bị phá, bị đồ quá trời mấy bạn ơi. Cỡ này mình đi mấy cử này thất thu là do tình trạng đó đó. Một là bị phá, hai là bị chết mấy bạn ơi. Rồi thôi giờ mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây để mình xử lý nó nha bạn. Rồi mình đi tới tay nào tiếp theo nó có dính đó, mình test lại mấy bạn xem. Giấy đang chả nó dính vài con bự bự coi. Mà mình đi giờ này thông thường dính gắn lãi chứ không ngựa không dính thôi mấy bạn. Chứ không hành nó đi ban đêm không mà, ban ngày nó không có đi nha mấy bạn. Rồi thôi cho mình tạm ngưng đi mấy bạn. Ở đây mình có tay luôn nha mấy bạn. Rồi không dính mấy bạn ơi. Tay lưới này cử trước dính còn gắn lãi nè mấy bạn. Cứ này không dính nè, đó mấy bạn nhìn thấy không? Tiệp tiệp chứ mà có không khó thấy không nha các bạn. Tại mình văng lưới ở đây nó nạo ngay nó cũng giống giống lưới tàng hình vậy đó mấy bạn ơi. Tại mình nhậm mạo đen nó giống thịt lưới tàng hình nè. Đằng đây mình có con tay nữa nha mấy bạn. Cái gì vậy dữ ta? Ồ có dính nha bạn ơi, dính. Đây mấy bạn thấy nó nè cái chuối này không? Bởi mình không thấy nè mấy bạn. Nó lại to quá mấy bạn ơi. Lại thêm mấy bạn thấy đã không? Trời lắm nè. Con này từng chắc rồi. Giờ bạn táp mình nữa bạn. Quá trời nó rút con đó. Nó đưa đây nó méo nè. Các bạn thấy ghê mạnh không? Để mình lâu dài mà. Quá. Quá trận nó lại bự bạn ơi.
lãi người phụ nữ á. Nè, bạn thấy nè, hết tiếng con lãi không? Đây, bạn thấy đã chưa? Cỡ ngoài kìa mấy bạn. Đừng nói giống sáng ngoài tụi đi chạy luôn đi à. Cái này thủ rồi, đạp đuôi nó chắc ăn nha các bạn. Để mình thôi chạy cái tụt nữa mất tiêu nha các bạn. Giống như sáng mình có đi thăm con mấy bạn. Vừa lỡ mình quay cho mấy bạn xem chưa chân nó làm cái tụt cái mình chụp kịp chạy luôn mấy bạn, xảy luôn. Đi cử hồi sáng mắc cừ thiệt chứ. Cái này luồn lưới đầu trên nha các bạn, luồn lưới đầu dưới sáng mình đi thắt thu nha các bạn. Dính có mấy con à, dính nhiều đó nhưng mà do bẫy tặc chứ mà bị lưới tặc chứ mà bị chết quá nhiều mấy bạn ơi. Hồi sáng mà cái hồi sáng chắc mình chưa đăng, ngày mai mới có đăng quá. Còn mình đăng cái hồi xe hồi trưa là do bữa trước nha các bạn. Đây, đây mấy người bạn nhìn thấy đó không? Con lãi to nha các bạn. Con này là từng nửa ký nha các bạn. Hồi nãy giờ mấy bạn cũng thấy mình đó. À, thành quả mình nãy giờ là cũng được con này là con thứ ba nha các bạn. Cử chiều nay thăm im quá. Rồi thôi giờ mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng video đây để mình xử lý nó nha các bạn. Thì tới ta tiếp theo có dính mình quay lại mấy bạn xem mấy con này mấy bạn thấy không? Để tới mai là tỷ lệ sảy nhưng mà chết nó nhiều lắm mấy bạn ơi, con lãi mạnh lắm nè. Bạn coi hết biết con lãi không? Chín vậy nè. Ồ. Bạn thấy đã không? Rồi. Thôi vậy mình xin tạm ngưng đây nghe mấy bạn. Đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại mấy bạn xem. Rồi, ở đây mình có con tay nữa nha các bạn. Nãy giờ lỗi cũng cả chục tay không dính các bạn ơi. Đây, tay này không dính các bạn ơi. Đó, nặng đây dần đó tay này sao quay tắt này bạn. Hôm nay còn tay nữa nha các bạn. Tay này lúc trước chín con hành nha các bạn. Ủa, này dính nặng lãi cũng như bạn ơi. Rồi. Rồi, chết ngắt nha các bạn ơi, hết biết nặng lãi mà. Con này sao nó hay chết vậy bạn, ý là mình đi thăm mấy bạn thấy không, kỳ mình không dám bỏ luôn đó mà còn chết gì nữa bạn. Con lãi hết con lãi rồi, con lãi vậy nè bạn, thấy con lãi hít hồn không, con lãi chà bá. Tay này lúc trước có dính con hô hành nghe mấy bạn, cử này dính con lãi hết biết bự, con lãi này chừng 600g bạn, chết bạn ơi. À, bạn coi cái phanh nó nè, đã thì ghê không, trời trời cỡ nãy ngộ mấy bạn, năm nay không gại mình đi mình đã bà sợ rồi, bữa nay mình đi cử chiều luôn đó mấy bạn biết đó mà còn chết á. Mình mới thăm luồn này ngày hôm qua nghe rồi, mới thăm ngày hôm qua, tính bữa nay đi ngày qua mình đi thăm buổi sáng, thông thường là cắt ngày đi ngày, dù bữa nay đi luồn trên, mai cái mình đi luồn này cái mình quay lại luồn kia, mà bây giờ mình đi ý là mình đi nhặt vậy mà còn chết đấy bạn. Thời tiết cỡ này kỳ quá các bạn ơi, đúng gan gắt này đâu chết đúng ra một khúc gì sao chết, mới đây sao chết mà các bạn thấy không, vừa bị chết là gụi địch tửa liền thấy không? Mấy bạn thấy không, con rắn này còn cứng ngắt luôn đó nè. Bạn thấy còn cứng ngắt luôn không? Mà nó vẫn địch tửa, gùi hay lên. Con gì mà vừa chết là nó lại tới liền đó. Thôi giờ mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây nha. Lại hết biết con lãi, ngắn lãi này chừng 700g nè. Hết biết con ngắn lãi rồi. Từ đầu mùa giờ mình văn mới gặp ngắn lãi này khủng dữ gì các bạn. Có về thông thường là cỡ 600g, 700g là dữ lắm mà ngắn lãi này từ 700g luôn á. Quá trời bự nè, các bạn coi phanh nó nè. Ghê không? Lãi đẹp, chết uổng quá. Rồi. Mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây nha mấy bạn. Mình xử lý rắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo. Nếu có dính mình test lại mấy bạn xem. Cũng sắp hết lưới rồi mấy bạn ơi. Hết luồng trên này còn 2-3 tay, 3 tay hết luồng trên này. Rồi đầu mình đi về luồng dưới thôi coi có dính không. Rồi cho mình xin tạm ngưng đây mấy bạn ơi. Rồi mình về tới luồng lưới dưới nghe mấy bạn. Thăm ở chân mười mấy tay không dính mấy bạn ơi. Rồi bữa nay như thành quả của thăm một buổi chiều hôm nay nha mấy bạn là được 4 con nha mấy bạn. Ở đây được 3 con còn sống nè các bạn. Còn đây con rắn khủng nhất trong bầy nè, trong năm luôn nè các bạn, hết hồn rắn lãi nè các bạn, thấy nó bự chưa? Đây. Đó, rắn lãi này là khủng nhất luôn đó các bạn, rắn lãi này chừng 700g hết biết con lãi rồi. Để chết nha các bạn. Còn đây được 3 con. 3 con trong đây cũng có con bự nữa các bạn, con còn chỉ cắt 400g nửa ký. Còn hai con kia thì nhỏ. Này cũng thắt mấy bạn ơi, do mình sợ nó chết nên mình đi thăm cử chiều nên nó cũng không dính được nhiều nghe mấy bạn. Gì mà còn chết nữa mấy bạn thấy không? Đây. Thật quá mình nay bữa nay nói chung là này hơi cũng hơi thắt nha bạn, bây giờ tại đây sắp tới nó cũng muốn cuối mùa nghe mấy bạn. Do đồng mình ta dọn trống như nè bạn cho nên mình khó đón hướng gắn đi nghe bạn. Chứ lúa người ta xạ nè bạn, lúa này mình lên cao cao rồi có gắn nhiều khi nó mấy ngắn lãi không ngựa nó cũng lội xuống ruộng năng bình thường bạn. Có nước thì nó không lội chứ tới hồi người ta bơm ra dạ chắc nước ra để người ta dặm lúa rồi mấy bạn, nó cũng lội xuống dưới nghe các bạn. Nên mình bắt nó hơi tỷ lệ hơi khó, hơi tốn lớn hơn á. Còn lúc nước nhiều thì mình dễ đón hướng nó chỉ lên mấy cái gò thôi, còn giờ nó đi tàn lan hết nghe các bạn.
Rồi một buổi chiều đi thăm thắt thu được có nhiêu mấy bạn ơi. Rồi mấy bạn cho mình kết thúc clip ở đây nha mấy bạn. Nếu mấy bạn xem thấy có xem nhớ ủng hộ kênh anh em mình nha mấy bạn, bằng cách đăng ký hoặc cho một chia sẻ, một like nha mấy bạn. Rồi hôm nay bye mấy bạn nha, hẹn gặp mấy bạn ở clip sau.